mình xa ba từ nhỏ. Khi mà ba gặp với mình thì ba thể hiện cảm xúc khá là thái quá, khá là sợ. Mỗi lần mà mình gặp một chuyện gì đó dù bé hay là to thì mình đều kiểu bộc lộ cảm xúc một cách thái quá. Đôi lúc là dẫn đến là làm hại tới bản thân của mình. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Nguyễn Ngọc Hân. Hiện tại mình 15 tuổi và mình đến từ Đà Nẵng. Mình có một phần là hơi nóng tính. Và mỗi lần mà mình gặp một chuyện gì đó dù bé hay là to thì mình đều bộc lộ cảm xúc một cách thái quá. Đôi lúc là dẫn đến là làm hại tới bản thân của mình. Có một lần là mình quá nhiều sự việc mà nó dồn đến mình, cảm thấy mình không thể xử lý được việc đấy, thì mình đã giải quyết bằng cách là đấm tay vào tường vào lúc 11 giờ khuya rồi đi viện. Điều đấy vô cùng xấu luôn. Và hiện tại thì mình đang cố sửa nó. Lúc trước thì mình cắt tóc ngắn tới đây. Và các bạn ở trường chọc mình là Kelly, là một nhân vật trong Free Fire. Và từ đấy thì mọi người gọi tôi là Kelly. Nhưng mà bây giờ hết rồi, tại tóc tôi dài rồi. Nhìn cái khuôn mặt mình thì lúc đầu mọi người nhìn vào mọi người sẽ nghĩ là mình rất là khó gần, vênh váo, không muốn nói chuyện. Nhưng mà khi mà nói chuyện với mình rồi, mọi người thấy rất là vui. Và mình luôn muốn là mang đến những điều tích cực cho mọi người. Mình đã sống với mẹ và phải xa ba từ khi mà mình sinh ra. Sau đó thì vào năm lớp 6 mình không may thì Covid đã cướp đi ba của mình. Hope School đã giúp đỡ mình. Môi trường đấy khá là đặc biệt, phải dùng từ là dùng yêu thương để nuôi lớn tụi mình. Nói về khó khăn thì rất là nhiều, buồn thì nhiều hơn vui. Và thì mình rất là nhớ mẹ, thì đây là lần đầu tiên mà mình xa nhà như vậy. Thật ra là cái nỗi nhớ nhà đấy không bao giờ là hết cả. Chẳng qua là mình sống lâu và mình quen với cảm giác đó thôi. Cuối tuần mình được dùng điện thoại thì mình sẽ gọi cho mẹ. Cái môi trường mình đang ở nhà thì nó rất là mát mẻ. Còn khi vào Đà Nẵng thì nó nóng đến cái mức mà mình không thể nào chấp nhận được. Sống ở trong môi trường nội trú thì không thể nào mà tránh được mấy cái việc mà xích mích giữa các bạn với nhau. Mình với bạn chung phòng với mình xích mích với lại một đám bạn cũ của bạn chung phòng. Tính cách của mình là rất là nóng. Khi mà mình biết là một người nào đấy nói xấu mình thì mình cảm thấy là mình rất là tức. Tại vì cái đấy không đúng sự thật. Nhưng mà họ cứ đâm đâm như vậy, xong rồi họ đi đồn mình các thứ. Mình không tự vượt qua được. Mình phải nhờ đến thầy cô giáo. Và mình phải tìm nơi cô tâm lý. Sau đấy dần dần thì mình lớn và suy nghĩ mình trưởng thành hơn. Đa số câu lời khuyên mà mình gặp là mọi người đều nói là những cái người mà nói xấu mình không có sống thay cuộc đời cho mình được. Nên là mình phải tự biết cách giữ bình tĩnh, đối mặt với nó, không chọn cách trốn tránh. Và cái cách mà mình đối mặt là mình sẽ mặc kệ những cái lời nói đó, mình không chú ý vào. Đến một lúc nào đấy họ nói chán thì họ tự khắc là ngừng lại. Điều mà khiến mình cảm thấy thất vọng về bản thân nhất là lần mình làm mẹ khóc. Mình rất là thích thể hiện, ham chơi, đua đòi. Mình đã giấu mẹ là lấy xe, máy, chở bạn đi, cà phê. Nhưng mà mình bảo dối mẹ là mình đi ăn sáng. Mình lái xe ra tới ngã tư thì mình bị một cô đi đối diện đâm thẳng vào. Xong rồi xe xoay vòng vòng vòng, nát nửa xe Vision luôn. Gọi về cho mẹ, mình bảo là mẹ ơi con té xe rồi. Mình vẫn cười được, nhưng mà lúc đấy kiểu mẹ mình bị bệnh tim nên là mẹ mình rất là run. Mẹ mình khóc ngay lúc đấy luôn. Mẹ mình kiểu như là sụp đổ ấy, mẹ mình sợ mình có chuyện gì. Thì mình cảm thấy là việc đấy là mình hối hận nhất. Và từ chuyện đấy trở đi thì mình không bao giờ mình dám lấy xe máy mẹ mình đi như vậy nữa. Điều khiến mình thất vọng nữa là mình xa ba từ nhỏ. Mình đã quen là mình đã sống với mẹ. Nhưng mà khi mà ba gặp với mình thì ba thể hiện cảm xúc quan tâm, yêu thương một cách khá là thái quá. Điều đấy thì khiến mình khá là sợ.
Nhưng mà lúc nhỏ thì mình vẫn chưa biết là cái tên của cái cảm xúc đấy là gì. Thì mình cho là mình ghét ba, mình không muốn gặp ba, mình muốn ba biến mất đi, không có xen vào cuộc sống của mình nữa. Thì đến bây giờ thì mình cảm thấy khá là thất vọng với điều đấy. Tại vì đến lúc mà mình nhận ra rồi thì ba đã không còn nữa để mà mình nói lời xin lỗi với ba. Và sau đây thì mình có một số lời nhắn nhủ tới Ngọc Hân của 10 năm sau. Thế là: chào Ngọc Hân của 10 năm sau, mình hy vọng bạn đã đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra trong quá khứ. Dù có gặp bất cứ khó khăn thì bạn phải luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Ước mơ của mình là tổ chức sự kiện và thành lập một công ty riêng về tổ chức sự kiện. Thì hiện tại mình đang tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về những kỹ năng làm báo chí, truyền thông. Và hy vọng mình cũng 10 năm sau sẽ đạt được những cái mục tiêu đấy.